Vâng, xin được kính chào toàn thể của anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ. Và em xin được giới thiệu, em là Nam Bin đến từ sàn ô tô Mỹ Đình. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi những chiếc xe cũ lướt đã qua sử dụng, những chiếc xe siêu siêu lướt sẽ nằm tại sàn ô tô Mỹ Đình để phục vụ quý anh chị ạ. Và ngày hôm nay thì em về được một cái siêu phẩm trong phân khúc gầm cao 7 chỗ, máy dầu, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và em sẽ làm một cái clip lên sóng giới thiệu cho quý anh chị luôn. Trước mắt mọi người đang là một chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2020. Lăn bánh đúng 4.000 km, siêu siêu lướt. Trên xe còn rất nhiều ni lông. Nó đúng với cái tên là phiên bản ni lông đấy ạ. Ở chiếc xe mang ngoại thất màu cà phê, nội thất là bản premium nên là sẽ là nội thất hai màu thể thao, đỏ và đen. Đây là bản cao cấp nhất máy dầu 2020. 4.000 km thì nó chẳng khác gì một chiếc xe vừa lăn bánh từ hãng ra đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị cùng mọi người đi vào chi tiết chất lượng của cái chiếc xe này. Vâng, nước sơn sơn zin 100% nha mọi người nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi một vòng quanh xe để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cái nước sơn của chiếc xe này, cũng như là tất cả những chi tiết mép càn, đường gân, cánh cửa, lốp, la răng. Nó hoàn toàn như một chiếc xe mới luôn ạ. Chỉ khác là nó đang nằm ở showroom em và nằm ở tại hãng thôi ạ. Đó, mọi người có thể thấy là tất cả những cái đường gân của cánh cửa, rồi hông, rồi tai nó rất là đều, chưa một giọt sơn ta nào nhé mọi người nhé. Đó, đây là bản premium, bản cao cấp nhất. Mọi người có thể để ý không ạ? Kia chính là cái anten vây cá mà chủ xe đã thay bằng anten dâu nguyên bản đấy ạ, bằng anten vây cá. Buổi tối đi thì nó sẽ nhấp nháy đèn như kiểu cái báo sóng đấy ạ. Vâng, lốp theo xe nguyên bản dày bịch nhé mọi người nhé. Santa Fe thì có 3 phiên bản, đó là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp. Chiếc xe này của em là bản cao cấp nhất. Đó, phần đuôi xe đấy ạ. Và bây giờ thì em sẽ mở cái khoang hành lý này lên, cốp lên, cốp điện nhé mọi người nhé. 3 phiên bản thì đều được trang bị cốp điện. Đó, đầu tiên là cái chi tiết nhựa này, không có một vết xước nào cả. Đó, em quay rất là chi tiết này. Tiếp theo nhé mọi người nhé, độ mới của chiếc xe này đây. Hàng ghế thứ 3 thì nguyên ni lông, chưa bóc ni lông để ngồi đâu ạ. 4.000 km ở trên xe, lát nữa thì em sẽ quay cho mọi người rất nhiều chi tiết còn ni lông. Và bây giờ thì em sẽ chỉ cho mọi người nhé. Đây là phần ốc của cốp xe này, rất là nguyên bản này, không có một dấu hiệu gì là đã tháo mở ra đâu ạ. Tất cả những cái đường keo chỉ trong này, đó, rất là mới. Đây nha mọi người nha, tất cả những chi tiết chỉ này, ni lông đấy, chưa bóc đâu ạ. Quay như này thì khác gì là chúng ta đang xem trực tiếp đâu đúng không ạ. Và anh chị có thể nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em, rồi có thể đặt cọc giữ xe, xong rồi xuống kiểm tra, mang ra hãng kiểm tra hoặc mang thợ đến kiểm tra thoải mái. Nếu ok thì chúng ta giao dịch tiếp, còn không ok thì em xin bách lại 100% tiền cọc. Thực ra thì những cái xe mà em đã dám cam kết cho anh chị rồi thì nó chỉ có là hoàn hảo thôi ạ. Đây mọi người có thể thấy không ạ, tất cả những cái ly lông này là từ nhà máy ra đấy ạ. Tay nắm cửa này, tay mở cửa này, phần tapi dưới này vẫn nguyên ni lông. Và đây em sẽ quay cái phần keo chỉ cánh sau bên lái này, rồi những con ốc cánh cửa này, ốc tapi này, nguyên dấu sơn của nhà sản xuất nhá. Tất cả đường keo chỉ em đã kiểm tra hết rồi ạ, không có một lỗi nhỏ luôn. Tiếp theo là đến những con ốc cánh cửa nhé mọi người nhé. Em sẽ quay ví dụ một cái cánh này, còn tất cả các cánh cửa thì nó đều như này thôi. 4.000 km ghế này, chưa một vết nhăn nào luôn nhé mọi người nhé, chưa một vết nhăn nào. Đó, cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn, cửa gió điều hòa hàng ghế sau này. Bản cao cấp sẽ được trang bị ghế da hai màu, đỏ và đen, theo phong cách thể thao đấy ạ.
có cảnh báo điểm mù trên gương nha mọi người nhé. Cảnh báo vừa trên gương đấy ạ. Và đây là cái khoang lái của chiếc xe này. Một cái thiết kế ốp vân gỗ nhìn rất là đẹp. Đó, táp ti cửa, ghế lái chỉnh điện và có nhớ ghế lái hai vị trí đấy ạ. Ở phiên bản cao cấp thì sẽ được trang bị hai ghế phía trước là chỉnh điện nhé mọi người nhé. Còn ở phiên bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn thì chỉ có một ghế lái chỉnh điện thôi ạ. Không có ghế phụ chỉnh điện. Đó, những phần keo chỉ đấy. Chủ xe thì cũng đã rất là cẩn thận rồi, bậc lên xuống đã ốp hết chống xước rồi. Đấy, mọi người có thể thấy cái ghế lái không ạ? Rồi. Bình thường thì nó hay bị nhăn ở những phần chi tiết này, nhưng mà chiếc xe này thì gần như là nguyên, chưa một vết nhăn nào. Ghế chỉnh điện, ly lông nhé mọi người nhé, ly lông này, ly lông này, rồi lại ly lông này. Nó là một cái phiên bản ly lông luôn ạ. Đây, đó. Mua chiếc xe này thì anh chị có thể tiết kiệm được rất là nhiều luôn. Tiết kiệm rất nhiều so với mua mới ở thời điểm hiện tại. Nên là còn anh chị nên cân nhắc và nhấc máy lên gọi điện cho em ngay nhé. Đây là những cái option này, hai cầu điện này, cốp điện này, chống trơn trượt, cảnh báo điểm mù này. Đó, ni lông chưa bóc này. 4.392 km nhé mọi người nhé. Và bây giờ thì em sẽ mở cái khoang động cơ lên. Ở bên phụ kia thì tay nắm cửa ở phía trong, tay mở cửa cũng chưa có bóc ni lông hết. Đó, đây chính là khoang động cơ của chiếc Hyundai Santa Fe 2020, máy dầu bản cao cấp. Đến những cái chi tiết này vẫn còn nguyên ni lông nhé mọi người nhé. Đó, nó chẳng khác gì là xe đang nằm ở trong hãng đâu ạ. Đây, tất cả những con ốc vẫn nguyên dấu sơn của nhà sản xuất này. Ốc tai này, rồi đến ốc capo này. Tất cả những cái đường keo chỉ này thì em khẳng định luôn là nguyên zin 100% từ nhà máy ra nhé mọi người nhé. Đó, với em thì em xem quá nhiều xe rồi, nên là cái việc kiểm tra xe với em giờ thì nó không có gì là khó khăn cả. Nhìn cái là biết thôi ạ. Hàng năm thì bên em bán ra hàng 500-600 cái xe. Một tháng thì nó cũng rơi vào độ khoảng 50 cái. Chỉ ăn với xem xe thôi. Quay cái clip giới thiệu cho quý anh chị cũng rất là nhiều rồi. Đó, ốc chân máy nhá mọi người nhá, nguyên dầu sơn, nguyên đai, nguyên kiện luôn. Và em sẽ mở cái nắp, và em sẽ mở cái nắp máy này lên để cho mọi người cùng xem. Đó, tất cả những chi tiết ốc dàn cò nhá, ốc mặt dàn cò này, tất cả là nguyên bản hết luôn, dấu sơn của nhà sản xuất này. Đó, những cái đầu ống này, những cái chi tiết này mặc dù là rất đơn giản thôi nhưng nó đánh giá được tổng thể luôn cả cái khoang động cơ đấy ạ. Một chiếc xe mang động cơ 2.2 máy dầu, phiên bản cao cấp nhất Hyundai Santa Fe, sản xuất năm 2020. Vâng, chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1.175.000.000 đồng. Anh chị có nhu cầu thì nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em Nam Bin, em sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa. Cần video công chi tiết nào em sẽ quay và gọi trực tiếp cho anh chị xem luôn. Và chiếc xe này thì bên em hỗ trợ trả góp lên đến 70%, tức là anh chị bỏ ra khoảng tầm anh chị có thể vay được khoảng tối đa là 750.000.000. Anh chị chỉ bỏ ra độ khoảng gần 300.000.000 một chút thôi. Vâng. Địa chỉ sàn ô tô Mỹ Đình, 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị hãy nhanh tay, nhanh chân đến cửa hàng xem xe, lái thử và cảm nhận để mua cho mình được một chiếc xe tốt nhé. Bên em thì vẫn còn rất rất nhiều xe lướt đang bày bán tại salon. Cảm ơn quý anh chị, quý khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc đã luôn đồng hành và ủng hộ em Nam Bin trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn.